hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Trời. Ồ. Rồi. Ồ. Đón mừng hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Bên nhà gái cũng đã ổn định vị trí rồi chị Tường. Rồi, à, bây giờ đổi phong thủy, xin mời chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Rồi, sẽ giới thiệu đỏ trước. Dạ xin chào chương trình. À, em là tên là Long, Nguyễn Văn Long. Nguyễn đến Văn từ Long. Quảng Ngãi. Em sinh năm 88 chị. Em đang là nhân viên của điện máy, thuộc lắp ráp. À, điểm mạnh điểm yếu của Long là gì nè? Dạ nói chung là điểm mạnh của mình là tự tin, nhiều khi cũng tự tin trước đám đông. Dạ điểm yếu là em hơi bị thống hơi nội tâm á chị. Kiểu như mình khó nói chuyện với một người lạ nào nọ. À, dạ. Ở đây ở đâu? Dạ em ở quận 6 chị. Đó là thông tin của anh Long ngồi ở ghế màu đỏ ha. Và bây giờ cô gái ngồi ghế màu đỏ của mình nè. Dạ em chào anh, chào mọi người ạ. À. Dạ em tên là Anh Kiều, em sinh năm 1990 ạ. À. Em đang là nhân viên văn phòng. Em hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quê quán em sinh ra ở trong đây luôn ạ. À. Điểm mạnh điểm yếu? Dạ điểm yếu của em á, em nhiều điểm yếu lắm, hầu như em thấy là em toàn là điểm yếu không á. Em toàn là điểm yếu không á. Cái gì kỳ vậy? Em hậu đậu. Em nói chung em vụng về lắm. Nấu nướng thì không có ngon. Tính em nóng nữa, hay cọc nữa. Em cuồng công việc anh. Em vào công việc là em cứ đâm đầu em làm công việc làm thôi. Em không có để ý mấy thứ bên ngoài. Giống như là bạn bè này nọ rủ đi chơi này nọ thì em bị lười nữa. Tuần thì em cuốn vào công việc bao nhiêu ngày à? Em một tuần thì chỉ làm có 6 ngày thôi. Một ngày em nghỉ. Ngày nghỉ em cũng đi qua bên chị của em. Chị em bán đồ ăn. Em qua em phụ chị em tới tối em mới về. Phụ ơi có lương không à? Không á. Sao dạy dò quá vậy? Tiền người nhà mà anh. À, thí dụ giờ có bạn trai rồi mình còn cuồng công việc hay mình cuồng bạn trai nè? À, cái đó để coi bạn trai có khả năng để em cuồng bạn trai không. Điểm mạnh đi nè. Điểm mạnh à, coi là như em thân thiện đi. Thân em dễ thiện. Gần lắm. Như là hoạt bát dễ gần đúng không? Dạ em trung thủy. Có thể coi là được trải qua 3 mối tình. Cái trung thủy của em nằm ở 3 chỗ đó em toàn bị bỏ không à. Giờ là 7 ngày làm việc hết 7 ngày, 6 ngày làm việc, 1 ngày phụ bà chị, 1 ngày nghỉ ngơi thì ngày đó em sẽ làm gì? Dọn dẹp nhà, rồi đưa hai đứa con đi chơi. Hai đứa con? Con của chị hai em. Ờ. Thêm một cái khuyết điểm là nói chuyện không có rõ ràng. Làm bị hết hồn hết vía. À, bây giờ đến với chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh, mời em giới thiệu em tên gì? Kính thưa ban tổ chức chương trình và trời ơi, em trọng quá vậy. Em tên là Nguyễn Thành, em xin 588. Em hiện đang là đầu bếp ở Biên Hòa Đồng Nai. Em vào đây khoảng gần năm. Gốc em ở ngoài Hà Nam. Hiện giờ là ở Biên Hòa. Vâng. Ở chỗ nào? Chỗ khu công nghiệp Biên Hòa 1. À, bếp mình chuyên về cái gì em? Cũng về công nghiệp. Lối công nghiệp, công ty công nghiệp. Điểm mạnh và điểm yếu. Thực ra điểm em thì không có điểm mạnh mấy đâu, toàn điểm yếu là chính thôi. Điểm mạnh điểm yếu? Dạ điểm yếu của em hả, em nhiều điểm yếu lắm, hầu như em thấy là em toàn là điểm yếu không á. Điểm yếu là chính thôi, đâu kể vài điểm yếu chị nghe thử rồi nè. Em là nhút nhát, cũng có phần nào yếu đuối, không có sự nhạy cảm, nắm bắt tâm lý phụ nữ kém. Có lẽ mình suy nghĩ đơn giản quá, lâm ra là nhiều khi bất lòng chị em. Em thì có ai nào sống thế, cũng không màu mè, cũng không kiểu mình không phải tô vẽ gì nhiều. Thí dụ như mình hai người yêu nhau đi, mà bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh đi, thì theo em nghĩ một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Bất kể là bạn muộn. Quen này là khỏi sợ đói rồi đó. Có nhà mình sao là thế? Bếp mà da dẻ trắng trẻo mịn màng quá vậy? Chị có nói hơi quá. Nó không được. Không được như chị nói. Ưu điểm là hay đẹp trai nè, bắt mắt, dễ thương. Thơm phức à, ngồi đây thơm phức luôn. Wow, thơm mùi sườn ngon hay gì? Hả? Ừ. Ngon á. Ngon. Sao nào? Cô gái còn ghế màu xanh, giới thiệu về mình đi. Lần đầu em xin kính chào anh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Lê Hà Thiên Vân. Em sinh năm 93. Công việc hiện tại của em là bán quần áo online, làm mẫu make up với lại diễn viên tự do. Dạ, ở quận mấy? Dạ ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp. Bây giờ ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Ba mẹ. Em trai. Điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em là dư tính, hài hước,
Còn điểm yếu của em là hơi thẳng tính, hơi nóng tính xíu. Khi mình nóng là mình làm gì? Không kiềm chế được lời nói ha. Sẽ nói cho... Chửi. Chửi đúng rồi. Trời. Bây giờ ví dụ một người bơm hàng em sẽ nói như thế nào? Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn làm sao á? Bạn làm sao đó? Mà mai mốt á, lỡ như á, lỡ như á, mình gặp nhau ngoài đường á, thì đứng lại và chào nhau. Ủa là vậy là hung dữ rồi hả? Là đối với người bơm hàng của em hả? Đúng rồi, đó là đối với buôn bán thôi. Đối với việc hung dữ khác, là về cuộc sống khác. Thì em sẽ làm như thế nào? Làm không đúng ý em thì em nói anh có nghe không vợ? Ủa, giao ước của em với anh là như vậy rồi mà anh không chịu làm là sao? Giờ anh nói gì nữa là nói. Được cũng được thì thôi. Được cũng được thì thôi. Thì thôi. Ly. Ly gì? Ly tan. À, chia ly rồi. Mạnh thiệt. Tôi tưởng ly là vui lòng. À, ly. À, ly. Ly. Câu này hay á, mình nói chuyện với bạn trai mình xong nói hoài không chịu nghe hả? Ly. Thời gian rảnh rỗi em làm gì nè? Em đi du lịch với lại đi mua sắm. Rồi, ban tổ chức ghi nhận. Ly. Ly. Thôi đừng có ly, chưa chơi một ly gì. Thôi bây giờ mình tìm hiểu nhau kỹ một chút xíu nha. Bây giờ là Long. À, tình trường của em sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có vợ mà đã ly hôn. Em đã có vợ mà đã ly hôn. À, có cháu nào chưa em? Dạ, có một cháu. Cháu năm nay mấy tuổi? Dạ, nay nó 11 tuổi. À, cháu trai hay gái? Dạ, gái. Hiện giờ cháu đang ở với mẹ. Nó bắt đầu được khi nào và kéo dài được bao nhiêu năm thì kết thúc? Quen nhau năm 2008, cuối năm 2009 mới cưới. À. Là tụi em sống được tới năm 2014, ly thân 2 năm. Tới 2016 thì em mới ly dị. À, nhưng mà cho chị biết nguyên nhân tại sao ạ? Mình có một cháu rồi mình không có hàng gắn, không có níu kéo được hả em? Dạ, cũng níu kéo vài lần nhưng mà nói chung là giờ hai vợ chồng không còn quan điểm được nữa thì... Cụ thể là không cùng chung cái suy nghĩ gì ạ? Lúc trước cái nghề của em là ngày xưa em làm tóc. Vợ thì cũng em đưa vô làm tóc rồi bây giờ em duy tách không làm tóc nữa. Em kêu vợ hay nghỉ làm tóc đi. Cái vợ bà xã không nghỉ rồi em tự ra mở tiệm. Bà xã đang làm tóc mắc gì kêu bà xã nghỉ? Dạ lúc đó tự do là kêu là về là có con nhỏ thì mình đưa vô đây là nếu ở nhà một cái việc khác làm để em đi làm được rồi. À. Xong rồi em mở tiệm được thời gian không được nên em buồn, hay buồn nói vợ mà vợ như hiểu lắm. Em mới bỏ về quê. Trong vòng 2 tháng mấy thì người ta thay lòng thôi. Ờ, nhưng mà về quê không đem vợ con về chung? Dạ không, hồi lúc đó con ở quê luôn. Rồi bây giờ muốn kiếm một người như thế nào? Người phụ nữ chỉ cần hiền lành một xíu, không cần quá giỏi, chỉ biết nấu ăn được sơ sơ. Công việc thì không biết, mình hay chồng hỗ trợ nhau. Công việc nhà em vẫn làm được, không cần cao lắm đâu. Con 11 tuổi rồi ha? Dạ. Rồi ok, đồng ý. Bây giờ cô gái người ghé vào đỏ. Dạ, em có 3 mối tình. Tình đầu là lúc em học cấp 3. Quen chắc là hơn 2 năm. Cũng chia tay tại vì gia đình. Gia đình cấm càng? Đúng rồi. Gia đình ai à? Gia đình ảnh. Mối tình thứ hai là chắc cũng lâu lắm. Tại vì em quen người đó rồi thì người ấy kêu em không có thời gian cho họ. Em bỏ bê họ. Quái lớn hơn hay nhỏ hơn em? Cũng lớn hơn em. À, mối tình cuối vừa rồi em mới bỏ chắc đây... Em bỏ hả? Em bỏ. Trời ơi. Mạnh miệng nha, mối tình cuối mạnh miệng à. Quen được 2 tháng. Nó đặc biệt ngộ lắm. Tại vì em quen người đó, em cảm giác người đó giống như mối tình đầu của em vậy đó. Đầu em nghĩ là nhỏ tuổi là em sẽ không thích. Nhưng mà người đó làm có nhiều hành động á, cảm giác em cảm giác là họ không nhỏ. Quen một thời gian sau 2 tháng thì em phát hiện ra người đó có vợ. Trời. Có con luôn. Em là người chia tay đổi tiền giả. Thì ra là người ta lừa dối mình. Mối tình thứ hai á, khi mà chia tay thì em cũng phát hiện người đó có vợ. Trời ơi. Gian gian dấu díu mà mờ đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là mẫu người của em như thế nào? Có đề mẫu không? À, cao hơn em chút, phải có học vấn. Nói chuyện bằng lời nói chứ không phải là nói chuyện bằng hành động, tay chân. À, nói chung đừng có cục súc quá đúng không? Tính tình sao? Tính tình hả? Hài hước, vui nhộn. Tại em là người không có nói chuyện nhiều, cho nên em muốn người đó nói chuyện cho em vui á. Nói chuyện nhiều lên, gặp nhau mà phải có người nói chuyện. Em mà không nói chuyện, người đó cũng không nói chuyện là bập bể, bập bể. Em có e dè với là một người đàn ông đã có một mối tình tan vỡ không? Không á, chuyện bình thường lắm anh. Dạ. Ổn, ổn, ổn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, chàng trai ghế màu xanh, em có bao nhiêu mối tình rồi? Sao em cũng có khoảng 2 mối tình. Tình cảm thời học sinh sinh viên thì nó cũng đơn thuần lắm, không có gì cả. Năm đấy là cũng đi học cùng khóa nhau. Cũng có yêu đương 2-3 năm nhưng sau em đi làm xa nhà thì em cũng... bọn em cũng không còn tiếp tục nữa, chia tay. À, coi như là xa mặt cách lòng.
Còn về sau giai đoạn trưởng thành chút thì có yêu đương bạn gần nhà. Cái xuất phát điểm của hai gia đình cũng không đồng đều. Gia đình người ta cũng có điều kiện tương đối thì họ cũng mong chờ, mong mỏi là tìm kiếm được cái nơi chốn nó xứng tầm. Thì là mình không đáp ứng được thì nào cũng kiểu 2-3 tháng là cũng không đến đâu cả. Và do bên đó chê bên mình hay là do bên mình tự ti? Bên đó khước từ mình. Nhưng mà mối tình đó quen được bao lâu rồi thì gia đình bên đó phản đối? Cũng khoảng vài tháng thôi, 2-3 tháng. Nếu vậy thì chưa có mối tình nào gọi là khắc cốt ghi tâm, mối tình nào mà gọi là nó sâu nặng là cũng chưa tới đúng cái mức đó đúng không? Vâng, chắc lại do em cũng kén chọn. Trời, hồi nãy mình khen đẹp trai phong độ mà cũng phải kén chọn chứ. Thế bây giờ em kén chọn thì giờ em muốn tìm một người như thế nào nè? Kiểu người muốn người truyền thống. Có tiêu chuẩn gì về ngoại hình không? Trung bình. Vâng. Trung bình là như thế nào? Như chị chẳng hạn. Trời ơi. Chị được gọi là trung bình khá. Trời ơi, nó thêm đi dòng, nó thêm trung bình khá. Chị nói người ta đẹp trai thì người ta có quyền đánh giá. Ủa, tôi khen đẹp trai mà. Tôi đi dòng nó lên khá. Rồi sao à? Đi lên dòng mức nào nó lên khá à? Giỏi. Cho lên giỏi vậy. Rồi, cho giỏi. Chị là xuất sắc. Trời ơi, buồn hết sức buồn vậy. Có anh nào hốt em hốt lẹ đi chứ em lên chương trình này em bị trai vùi dập quá mấy anh ơi. Trung bình. Tôi vậy mà trung bình thôi à, trời ơi là trời. Đây nè, cô gái xuất sắc đang ngồi đây nè. Chuyện tình yêu của em thế nào nè, Thiên Dân? Em thì trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời em đi học sinh viên. Sau đó thì em quen một người nữa là người thứ hai, năm 2013, được 2 năm. Nói chung là vui lắm anh. Vui sao? Vui có, mà. Tôi nói thỏa thuận với anh đâu, anh này, ly. Ly. Dạ cũng có. Có hả? Dạ. Sao vậy? Mà lúc trước là em ghen lắm. Lúc em còn trẻ em ghen cực kỳ luôn. Lúc trước là ảnh đi uống cà phê đi nhậu là em có điện thoại mà em phải mở webcam cho thấy. Còn mà nghe tiếng gái là em phải kêu 2 giờ. Mình kêu nói chuyện với em đi rồi tắt. Quen cũng được 2 năm thì sau đó thì gia đình hai bên ngăn cản. Lý do sao ngăn cản? Dạ tại vì giống như ảnh ham chơi quá chị. Cũng có thể nói hẹn biển là sau này nếu mà em đi lấy chồng trước á thì anh sẽ lấy vợ sau. Đúng như vậy, đúng như là nói luôn. Nói chung là người tính không bằng trời tính thì em lấy chồng trước và ảnh thì lấy vợ sau. Thôi bé ơi. Mới tình thứ ba là chồng em. Có con chưa? Dạ có rồi chị. Cháu mấy tuổi em? Dạ 3 tuổi rưỡi. À, đang ở với em hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Ảnh lớn hơn em nhưng mà em nghĩ là chắc ảnh cũng có suy nghĩ nhiều nhưng mà không. Giống như đang buồn á chị, rồi mình gặp một cái người cũng hơi hợp á, rồi mình thôi quen đại vậy đó. Ở được 2 năm. Con em là con trai hay gái? Gái. Sau này khi cưới về á thì em thấy cũng hơi buồn xíu là ảnh cũng hơi ham chơi nữa. Mà ảnh không biết lo gì cho con cái á. Nói chung là cũng hơi bị sai lầm. Giờ lần này kiếm chồng sao? Muốn sao? Em cần một người nói chung là hiểu em, biết em cần gì và không thích gì và không thích gì. Đừng có gia trưởng quá. Nói chung cũng biết nấu ăn để những lúc mà em bệnh hay này kia thì còn nấu ăn để chăm sóc lại em. Đừng có tính toán nhiều thứ quá. Anh bỏ tiền ra mua gạo thì em bỏ tiền ra mua này mua kia. Tính qua tính lại em không thích. Tại vì nếu thương mình rồi là mình lo hết. Với lại là một điều kiện nhỏ nhỏ nữa là thương trẻ em, mặc dù đó có thể là không phải con ruột của mình, nó cũng là con nít, nó cũng vô tội thôi. Không cần là phải một người cha thân thiết đâu, chỉ cần là cưng cưng xíu được rồi. Người nó quá dày dặn kinh nghiệm về chuyện tình yêu rồi. Bạn trai đang ngồi ở dưới, không biết là em đi ủng hộ cho bạn nào trên này. Em chào anh Hương Minh Đạt và chị Bích Tường ạ. Chào các bạn chơi. Em là hôm nay đi đến em ủng hộ cho anh Thành. Anh Thành. Anh Thành thì tính hơi ngại một chút nên là nhiều khi không hiểu được bạn gái á. Như bạn gái phải chủ động chỉ dẫn rồi cách chiều chuộng hay sao ạ? À? Cái đấy thì thôi thì anh vừa chủ động và nếu mà bạn gái cũng chủ động thêm một chút để cho hai bên nó hiểu nhau hơn, có nhiều cái tâm sự với nhau được nhiều hơn. Em đây quan sát câu chuyện trên sân khấu thì thấy hai bạn nữ đây, bạn nào sẽ mạnh dạn? Bạn gái ở đây á mà thấy anh Thành hợp thì sẽ chủ động hơn một chút. Theo em thì thấy bạn gái ngồi ghế màu xanh. Ngồi ghế màu xanh. Bạn ngồi ghế màu xanh là hợp hơn. Hợp hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Hai
cũng mệt rồi ha, uống nước liền ha. Anh mưa gió không có chuẩn bị được. Mưa gió không chịu được. Lấy nước em đã uống. Ha? Lấy nước của em cho em uống rồi. Ồ vậy hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao ngộ vậy? Đem nước lên làm cho mời anh này ăn ly với mời bên đó ăn ly á hả? Em cũng có ý là như làm tương tự như em, anh không hiểu ý. Đưa cho ảnh để ảnh qua anh mời. Vâng. Anh mà hiểu tưởng đâu mời ảnh anh uống luôn. Vâng. À, người ta thật thà vậy. Em không kịp, em không lo, không kịp cản. Em không kịp cản. Thì anh với Đỏ đang khát nước quá, anh bưng anh uống luôn rồi. Cho nên là cô cái Đỏ không có nước uống. Đó là vậy ha. Mình ghi nhận tấm lòng của anh ghế xanh. Triển khai luôn. Triển khai luôn lẹ. Đi bây giờ mình chơi game show luôn cho nó. Game show luôn đi. Giờ thoải mái đi nào. Bây giờ là thấy mặt nhau rồi gì. Thì bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi nhỏ với tên gọi là bịt mắt đi vào trái tim anh. Ồ yeah. Oh, yeah. Bây giờ nó sẽ lệ đi à? Thế lệ, hai cô gái sẽ bị bịt mắt. Các tường sẽ dán những cái sticker này vào những cái bộ phận trên người của người đàn ông. Hai bạn sẽ lần lượt lần mò để mà lấy hết những cái này xuống. Trời, hai bạn nữ khởi động tay quá kìa. Khởi động quá hả? Khởi động thêm quá. Thêm đi chứ đủ chưa? Rồi nè quá trời. Nhiệm vụ của hai bạn nữ là sẽ dùng bàn tay trần của mình. Đó. Mò mẫm rờ rẫm sờ sẫm. Mò 6 cái tít cơ. Xin mời hai cô gái. Rồi, từ từ ạ, từ từ ạ. Đây. Rồi. Trời ơi, bà mò dữ vậy. Ba tấm thôi, ba tấm thôi. Thôi để rồi, được rồi, được rồi. Rồi, đó, đó, đó. Nó của người ta các bạn tham ăn quá. Ốp đi ạ. Hốt đi à. Trời ơi, bà mò bây giờ. Hốt đi à. Bà hốt cuối xuống. Chưa đủ đâu, hốt nó đi à. Còn tắm. Còn nghe, còn à. Hốt à, hốt đi à. Hốt à. Hốt luôn. Hốt nữa, còn quá trời. Quay hốt quá vậy. Hốt từ từ thôi. Bà khoái chí, bà cười quá vậy. Không phải. Hết em. Em tưởng tượng đang lụm miếng. Hết rồi. Hết. Xin nghỉ thôi. Hốt rồi. Hết rồi. Rồi đếm đi, đếm coi được mấy phiếu. Bà làm gì bà hốt cái ông đầu bếp, bà hốt 4-5 cái của người ta dữ vậy. Phải, em tưởng em đang hốt bill đơn hàng. Chốt đơn hả? Tưởng chốt đơn hả? Bà đang chốt đơn, chốt quá chốt. Mày bán được mấy đơn? 7. Hốt 7 bill vào rồi. Người thắng cuộc sẽ nhận được một món quà khủng từ chương trình. Sẽ được mỗi chàng trai hôn một cái. Hả? Ngon luôn à. Ngon luôn. Đẹp chứ. Em trước đúng rồi, nãy bà hốt người ta quá mà. Hốt quá mà. Đó. Đó. Ai nói ông rụt rè? Ai nói với em là bạn em rụt rè? Kìa quá. Hốt hả? Hốt đẹp quá nè. Em mò đầu này nè. Em mò. Người ta quy định từ ở dưới lưng lên thôi. Em làm gì mò dưới chân người ta mò. Luôn. Người thua cuộc sẽ bị phạt mỗi người một nụ hôn nữa. Phần quà ngộ vậy. Em thua cuộc, em sẽ bị hôn mỗi người một cái. Rồi hôn đi. Sao nó hình như nó hợp em hôn mỗi bạn trái nè. Bị ngược ngược chứ thôi đúng rồi. Hôn đi. Sao thua hay là thua để sẵn tay xí xóa. Đó, ảnh cũng nói xí xóa đó anh. Xí xóa luôn hả? Ờ, ảnh với em xí xóa rồi anh xí xóa luôn. Đó. Xí xóa luôn. Ôi, có gì em sau này em sẽ quy định của chương trình là được. Em sẽ lo. Còn em muốn hôn cái gì là chuyện của em. Anh đưa tay cho em đi. Đây đưa tay nè. Trời ơi, chúng đó hôn nè. Rồi hôn à. Em muốn hôn đầu. Em muốn hôn đầu hả? Cái gì? À, hôn tay. Đó, đơn giản quá mà. Một cái trò chơi vui vẻ quá trời. Rồi, bây giờ về chỗ. Không biết cảm xúc của em do chốt đơn hàng đó, được 7 cái đơn đó, cảm xúc của em như thế nào? À, nói chung là vui. Mà không thấy cái nào rần rần gì chứ hả? không cần thật quá đâu. Không phải, tại vì nó không có được. Nó là một cái trò chơi đúng không? Đúng rồi, nghĩa là cái trò chơi. Chưa nghiêm túc đúng không? Rồi chút xíu em sẽ được hùng thật. Rồi còn các em mà em được sao rồi, à? được hung. Má này có cảm giác chắc luôn. Trời ơi. Mạnh dạn quá à. Chứ còn gì nữa, bả là người hung ta, bả không cảm giác gì thôi. Sao em? Em hả? Cũng bình thường à chị. Ai tại thơm em đâu hơn? Có tiếp xúc da thịt đâu. Hay anh né em thấy giống như em bị kỳ thị á, cho nên thôi em không quên. Ai mà dám kỳ thị phụ nữ. Vậy bây giờ cảm xúc của em như thế nào qua cái trò chơi vừa rồi? Nhanh quá, trong vanh quá, em không kịp cảm nhận. Hôn mà cũng chưa cảm nhận được luôn. Đoạn đó thì đoạn hiển nhiên rồi. Không cảm giác từ chối lắm. À không có cảm giác từ chối lắm. À, còn bạn này sao? Dạ em cũng chưa thấy cảm giác chị. À giờ muốn sao cho thấy?
Trời ơi, ông có gia đình rồi mà ông quéo như con gái mới lớn vậy ông? Trong đây là có những người cũng đã từng trải rồi, có những người đổ vỡ rồi luôn, có những người có kinh nghiệm trong tình trường. Mà nói chung các bạn tuổi là đã trưởng thành, tuổi này là tuổi lập gia đình hết trơn rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ chia sẻ cho với nhau ngắn gọn thôi, mỗi người một vài câu, quan điểm của mình về cái việc là người phụ nữ chủ động trong tình yêu như thế nào. Mời em nói trước. Thì đầu tiên em có lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình và anh chị MC đã tạo điều kiện cho bọn em được gặp gỡ trò chuyện. Thì là từ xưa nay rồi, cái bản chất người đàn ông con trai trong gia đình từ thời xưa là luôn có sự chủ động, là chỗ dựa, là trụ cột gia đình. Thì do đó họ phải là mạnh mẽ, can trường và có sự chủ động trong việc này việc khác. Em quan điểm là người đàn ông con trai phải toát lên cái gì đó, cái sự người ta gọi là cái nam tính. Rồi vậy còn em, quan điểm phải như không thế? Tôi nghi ông đó, đừng nói lý thuyết nha cha, phải thực hành nha. Dạ em thì dễ lắm, nếu mà phụ nữ đó cảm thấy mình đủ thì người ta sẽ chủ động tới mình thôi, cái đó là chuyện bình thường. Còn đối với mình, con nam mình, nếu mình chủ động, mình đã thích rồi thì mình chủ động, nên chủ động trước. Nói chung người phụ nữ thấy tự tin đủ rồi đó để lo cho mình, để này nọ. Bữa nay mình đâu có cần phải là nam trước hay là nữ trước đâu. Rồi mời em gái ở ghế đỏ. Em suy nghĩ như thế nào về việc người phụ nữ chủ động trong tình yêu? Người phụ nữ chủ động trong tình yêu thì em thấy bình thường lắm chị. Không có gì gọi là chủ động hết á. Thích là làm thôi. Đúng rồi. Nam nữ gì cũng vậy. Dạ. Rồi ra tới em chốt điêu đi cưng, chốt biểu. Dạ, em thì có suy nghĩ như thế này. Người phụ nữ mà tỏ tình với người đàn ông trước á thì có hai cái như trên. Thứ nhất á là đối với người phụ nữ là người ta cá tính, người ta mạnh mẽ, cho nên là người ta thích, là người ta không có ngại, người ta nói thẳng luôn. Còn hai á là có nhiều người thì người ta không muốn nói, người ta ngại. Nếu mà hay hơn á là em nghĩ nên để cho nam tỏ tình trước, sẽ biết được là người ta có tình cảm với mình hay không chứ. Nhiều khi mình tỏ tình như vậy á thì người ta không thích mình. Có nhiều người, người ta cũng nói thẳng, ừ anh có người yêu rồi, sau đó thì mình thấy cũng hơi kỳ kỳ, cũng hơi quê quê. Cho nên là mặc dù mình thích đó, nhưng mà em nghĩ là nên kìm nén chút xíu lại. Rồi cái mình thích mà mình không dám nói, gặp cái người nhút nhát kia cũng không dám tỏ tình luôn, rồi cứ hoài vậy đó. Nếu mà người ta không nói thì mình nói. Em nghĩ là nếu một người đàn ông người ta thích mình á, người ta sẽ tìm cách để người ta nói cho mình biết, chứ không nhất thiết là để phải mình lên tiếng trước đâu. Tốt nhất là nên để nam chủ động trước thì nó sẽ hay hơn. Mặc dù mình mạnh mẽ nhưng mà mình hãy giả bộ yếu đuối đi. Đúng. Theo quan điểm của chị là phụ nữ là theo quan điểm của chị là phụ nữ thì không nên tỏ tình trước, nhưng dạ, phụ nữ rồi phải lừa banh cho trai cho suốt. Giả bộ đẩy thuyền. Còn nếu mình phải bật đèn xanh để cho đàn ông ta mới dám tới, chứ mình để đèn đỏ người ta không dám tới, hiểu không? Có nghĩa là người ta cứ tưởng đâu là người ta chủ động, nhưng thật ra phụ nữ mới là người chủ động. Rồi. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó là phần trao điện cho nhau. Hồi nãy là chơi mini game thôi, còn bây giờ làm thiệt. Mỗi bạn sẽ có 30 giây sang nắm tay, hoặc là nếu muốn có thể bạn có thể xin hung. Còn bạn muốn làm gì bạn làm. Bạn chỉ có 30 giây để mà nói cái gì đó với hai người phụ nữ kia. Lần này mời anh trước. Đó, mạnh dạn lên nào chàng trai. Xin phép anh nắm tay. Em làm nãy giờ rồi. Đó, nói chung thì tới trình này là có một cơ hội rồi. Cái duyên mình đã có, nợ mình có hay không thôi. Dạ. Đến trình nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ trân trọng cơ hội đó. Chào mừng. Rồi ngồi xuống đi cưng, chờ anh thứ hai. Bây giờ tới em á hả? Ôi, bả chốt đơn nữa kìa. Chào anh. Trời ơi. Thủ tục đúng rồi, em là người đã từng trải rất nhiều. Nói chung là em có tính rất mạnh so với anh rất là nhiều. Yeah. Anh cũng đã trải qua rồi, nhưng mà anh lại ngược lại là anh nhát hơn nữa. Nếu mà đến đây nói chung là không biết bấm nút như người nào. Yeah. Nếu mà có bấm nút, mong em hãy trân trọng điều đó. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Rồi, mời em. Người triển khai liền. Em trước hả? Trân trọng. Thì anh cũng không có nói gì. Thì là anh nói câu là anh không có tất cả, nhưng anh sẽ làm tất cả với em. Vì thực ra thì anh cũng nói hôm nay là mẹ anh cũng tương tự giống em, có hoàn cảnh giống em, thì là anh cũng có sự đồng cảm nhất định. Thì là sau chương trình này cho anh nhìn em đi chứ, sao anh nhìn tùm lum hoài vậy? Anh nói chị em phải nhìn sau chương trình này cho anh cơ hội được nói chuyện và liên lạc với cả Ly nhiều hơn. Dạ. Và xin hết. Dạ rồi, cảm ơn anh. Vậy thôi hả? Triển khai một người thôi hả? Triển khai được đó một người thôi. Hết điện rồi bạn. Hết điện. Rồi. Rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút như nhau.
Nút xanh và nút đỏ tương ứng với vị trí cái màu ghế của đối phương đang ngồi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại vài giây để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Năm. Anh nói câu là anh không có tất cả, nhưng anh sẽ làm tất cả với em. Em cần một người nói chung là hiểu em, biết em cần gì và không thích gì. Đừng có tính toán nhiều thứ quá, tại vì nếu thương mình rồi là mình lo hết. 4. Ba. Người phụ nữ chỉ cần hiền lành một xíu, không cần quá giỏi, chỉ biết nấu ăn được sơ sơ. Công việc thì không biết, mình hay chồng hỗ trợ nhau, công việc nhà em vẫn làm được, không cần cao lắm đâu. Em có e dè với là một người đàn ông đã có một mối tình tan vỡ không? Không á, chuyện bình thường lắm anh. Dạ. Hai. Một. Và bấm à. Bấm đi à. Hết thời gian. Và chúng ta nhìn thấy là ghế của hai chàng trai thì đã có màu sáng đèn. Ghế của hai cô gái thì không có sáng đèn. Gái ở ghế màu đỏ, sao em không bấm nút? Em chưa cảm giác rung động chị. Chứ chị thấy rõ ràng là các anh ngồi ghế đỏ là có... Anh có xi nhan em rồi. Có xi nhan em rồi đó mà em không dính được luôn hả? Chưa chị, chưa cảm giác cái gì giống chị. Còn em gái ghế xanh, chị cũng thấy ban này là đã focus vô có một mình em mà không có thử cảm xúc với cô gái ghế đỏ luôn. Sao em cũng chưa bấm? Cái thứ nhất là em thấy là hai anh chưa có đủ để thuyết phục em. Chưa có cảm nhận được là cái người này sẽ như mình mong muốn. Em chưa cảm nhận được gì hết. Cảm ơn chia sẻ của em. Mời bốn bạn đứng ra phía trước ạ. Hy vọng rằng là các bạn sẽ được thành công hơn trong cuộc sống của mình, được sức khỏe và chắc chắn tình yêu sẽ đến một ngày không xa đối với các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Rồi, kính thưa quý vị, và đến với tham gia chương trình ngày hôm nay, chương trình xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn. Đây, tặng em. Rồi, gửi tặng em. Và đối với các bạn đã ghép đôi không thành công, đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nữa nha. Đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội đang chờ đón các bạn nhé. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Dâm nồi. Em cũng lẻ bóng lâu năm. Em nghĩ là em nấu được, có mình em ăn thôi. Em cũng có thể nấu ăn được cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn. Dạ, em muốn tìm một bạn nữ, nói chung bạn vui vẻ. Có luôn. Có hết luôn. Cũng có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Có đó, bạn có luôn. Thấy là có năng lượng rồi. Mừng quá anh. Mừng quá. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. À, ngồi đi cưng. Dạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và các bạn khán giả. Em tên là Phan Xuân Hiền. Năm nay em 26 tuổi. Em là giáo viên tiếng Anh. Ồ, vậy hả? Dạ. Dạ, em dạy ở dưới Long An, trường Trung học Phổ thông Năng Khiếu Tân Tạo. Ồ, có nghĩa là mình ở dưới Long An rồi, còn nhà mình đâu? Dạ, ở dưới Long An luôn. Ở dưới Long An luôn? Dạ.
Còn em trai? Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào quý vị khán giả và gia đình hai bên. Em tên là Nguyễn Hữu Học, em 27 tuổi và em đến từ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Em là đồng hương của anh Quyền Linh à. Rồi, em làm gì học? Dạ, em đang làm bên bộ phận sản xuất của một công ty may mặc ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ạ. Cụ thể là em làm gì, kỹ thuật hay là dạ, kinh doanh hay là... Ở bộ phận bên thành phẩm, thành hình của sản xuất về vali. À, về vali, rồi. Dạ. Vậy một người ở Đức Huệ, một người ở Mỹ Tho thì đi cái bị địa lý nó khoảng 50 cây số, 60 cây số gì đó. Ủa xa dạ. Vậy á hả? Ừ. Cũng không xa lắm đâu anh, nếu mà vì nhau thì khoảng cách không hề vấn đề ạ. À, đúng rồi, tình yêu nó có khoảng cách. Vậy là em sẽ chủ động trong cái khoảng dạ, cách đó đúng không? Dạ, em sẽ chủ động. Ừ. Nói chị Vân biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi học. Em, mọi người xác em là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Là em rất là thân thiện với mọi người, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Mà nhược điểm thì em hơi ít nói một tí. Rồi em hay quên chị. Vậy hả? Dạ. Có nhiều hôm lâu lâu em xem điện thoại á, em lướt Face rồi em đọc tin tức xong rồi cái em cũng quên luôn. Cái khoảng nửa đêm cái em giật mình dậy và em đi quýnh răng rồi và em ngủ tiếp. Rồi em, còn em thì sao? Điểm mạnh của mình, điểm yếu mình là gì nè? À, dạ, điểm mạnh, điểm yếu thì em xin kể câu chuyện vui vậy. Là hồi xưa lúc em còn học đại học á, thì tụi em ở ký túc xá thì em có nấu ăn cho các bạn trong nhóm ăn. Thì mấy bạn ăn rất là ngon, mấy bạn thưởng thức rất là vui vẻ. Nhưng mà tới hôm sau thì có một bạn nhập viện bởi vì bạn đó bị truyền nước. Nên... Sao vậy? Dạ em không biết, tất cả mọi người ăn rất là thoải mái thôi, bạn đó bị bệnh đau dạ dày hay sao á. Nên thành ra từ đó về sau là bạn bè em không cho em nấu ăn nữa, em chỉ rửa chén thôi. Vậy á hả? Dạ. Trời. Tự nhiên một mình bạn đó không có lý do bị đau bao tử mà em bị lãnh hậu quả là không được nấu ăn luôn. Dạ thì em nghĩ là em nấu được, có mình em ăn thôi. Rồi mình em ăn thôi. Dạ. Như vậy có nghĩa là theo em cái đó là giờ là thành điểm mạnh hay điểm yếu của mình? Dạ, cái điểm mạnh đó là em rất tự tin với cái tài nấu ăn của mình. Ừ. Mặc dù là em chỉ mình em ăn được thôi. Còn điểm yếu là có thể là nó không hợp khẩu vị với người khác. Ừ. Nên tức là cái điểm mạnh, điểm yếu của em chung quy lại vụ nấu ăn thôi. Dạ. Ta không có yếu, không có mạnh gì hết. Có vụ nấu ăn không biết ngon hay dở mà không cho không ai cho nấu hết á. Dạ, cái này không thành vấn đề đâu chị. Nếu mà nấu ăn thì em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được. Cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn. Ừ. Bây giờ có bồ mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết ạ. Dạ em có làm thích người ta mà em không dám nói nên chỉ là đơn phương thôi chị. Gì hả? Rồi sau này thì em có tìm hiểu một bạn nhưng mà bạn nữ thì hơi khó tính một tí, nó không có phù hợp á, cho nên em mới dừng lại không có tìm hiểu nữa. Mà tìm hiểu trong bao lâu? Dạ được khoảng hơn 2 tháng ạ. Hơn 2 tháng đeo đuổi mà thấy khó tính quá thôi dừng lại cho rồi. Đúng dạ. Không? Ừ. Gọi là tinh khôi đó, em là tinh khôi đến với chương trình. Dạ. Để chị hỏi bên đây coi nha. Dạ dạ. Sao nè? Dạ em cũng lẻ bóng lâu năm. Lẻ luôn tới giờ. Dạ. Lẻ bóng quanh năm luôn. Hết luôn. Ừ, không? Đó đây nè. Nè. Cái mặt đẹp như vậy, có duyên như vậy. Dạ, mà lẻ bóng không con tin nổi. Dạ, không? Cảm ơn. Cái nét này là nét của cô Phương Hồng Quế á. Dạ. Xinh mà. Hay làm theo không chịu. Ê, dạ ở nhà có làm mai một anh mà tuổi không hợp nên thành ra là không có tiến tới được. Rồi, bây giờ lẻ bóng luôn. Bây giờ muốn một cái người hợp lý con như thế nào? Dạ cao khoảng 1m7 đến khoảng 1m75. Ừ. Tại con cũng cao 1m65, 64. Ừ. Rồi. Dạ rồi bạn đừng có mập quá. Hồi xưa là con bị béo phì, sau đó mới tập thể dục nó mới cải thiện được vóc dáng như bây giờ. Nên con ngán mỡ lắm rồi. Nói chuyện chạnh lòng đấy. Thấy ông Mai ông cười sung sướng không? Ông nói là bởi mình phải kính kẻ, mình đừng có để cho chúng thắng lợi, hiểu dạ. Không? Đây đừng bao giờ nhắc chữ mập với chữ mỡ. Tại vì nữa nè, về nè nè. Dạ. Tóc tai sao nè? Dạ, tóc thì bình thường thôi. Nói chung là đừng có dài quá là được. Đừng có để tóc... kiểu lãng tử phồng phồng phồng. Ít hay nhiều nè? Dạ, tóc thì đừng hói quá. Đó, dạ. Né chữ hói luôn đi. Bên đó người ta cũng kỵ chữ hói dữ lắm á. Nhà trai mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm bên nhà gái vậy? Dạ em nghĩ là chắc khoảng 70% anh. 70% đúng không? Dạ. Cũng được rồi. Rồi bây giờ mình muốn tìm người yêu thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nữ có tóc dài. Có. Cũng xinh. Ừ. Dễ gần. Có. Bạn nói chung bạn vui vẻ. Có luôn. Có bạn lúc nào luôn. Cũng có suy nghĩ tích cực, truyền nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống anh. Có đó, bạn này thấy là có năng lượng rồi. Dạ. Đúng luôn đó. Mừng quá anh. Mừng quá. Dạ. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ và với chị họ. Rồi chào mẹ của Học, chào cả nhà. Chào cô.
Giờ mình có ý kiến coi dâu tương lai thế nào. Tôi xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ chào chị. Dạ tôi là mẹ của Hữu Học. Hôm nay đến đây thì tôi thấy cháu gái này cũng xinh, nhưng mà giờ mẹ nói là mẹ trông cho hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, để cho mình sớm trở về một mái ấm gia đình. Dạ rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, anh Học và khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì con tên là Trang, là bạn chung đại học với Hiền, nhưng mà con không có nằm trong cái nhóm nấu ăn. Nhóm nấu ăn đúng không? Dạ. Thì con thấy là những cái tiêu chí mà anh Học này kể ra thì con nghĩ là Hiền chắc phải 90-100% luôn. Y chang những gì anh nói. Mà anh cho em hỏi là anh có hay đi du lịch không anh? Thì có thời gian rảnh đó mình cứ đi du lịch thôi. Dạ, tại vì nhóm em cũng hay tổ chức đi du lịch chung á, thì hy vọng là anh và Hiền sẽ cho nhau cơ hội để bấm nút tìm hiểu nhau. Và trong những chuyến đi du lịch tiếp theo của nhóm á, thì sẽ có anh làm tài xế riêng cho Hiền. Tại vì tụi em cũng không trông cái điều này lâu lắm rồi anh. Chở hoài cũng mệt đúng không? Đúng rồi, bạn này cứ phải chở hoài. Trời ơi, rồi yên tâm, nay có Học chở rồi ha. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Dạ. Anh từ đây đã thích em rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Em nhà ở đâu đây? Cứ tới cứ lui trong tim anh chẳng nhớ đường về. Cứ khiến cho anh giờ đây phải ngắm rồi nhìn vì thích em rồi. Anh có món quà tặng em, mong em sẽ luôn được nhiều niềm vui với những món quà này. Dạ em cảm ơn. Tấn công liền vậy đó hả? Trời ơi, con nó hợp ghê không? Bộ biết người ta mặc đồ này hay sao mua con heo hả? Dạ chắc có thần giờ cách cảm quá chị. Thiệt luôn á nè con dạ. Nè. Nhưng mà em tặng đi. Dạ em có quyển sách tặng anh. Dạ. Cái quyển sách này tên là Bí Mật Của May Mắn, đố anh chứ bí mật của may mắn là gì? May mắn có bí mật gì? À may mắn là bí mật của nó là anh nghĩ là do chính thần bản thân mình. Oh, high five. Anh cảm ơn em nha. Dạ. Thôi đúng là hợp vậy, còn này nữa. À cái này một bản danh sách để em chuẩn bị riêng. Để một lát nữa mình sẽ trao đổi cùng nhau. Dạ. Bắt đầu đi, hai em cảm nhận về nhau thế nào? Anh có thấy em là mẫu hình lý tưởng của anh không? Đúng là em là mẫu hình lý tưởng anh đang tìm. Dạ. Đúng rồi, anh thích một cô gái tóc dài, vui vẻ, thân thiện, có nụ cười tươi như em vậy đó. Dạ, em cảm ơn. Em thì thấy anh cũng được khoảng 70% cái mẫu hình lý tưởng mà em đưa ra. Hôm nay đến đây anh có chuẩn bị một bản gọi là danh sách á, các câu hỏi thôi. Để dạ. Mình thông qua các câu hỏi này mình có thể hiểu nhau hơn á em. Dạ. Thì anh mời em tham gia cùng anh nha. Dạ. Câu hỏi đầu tiên là em có thích đi ăn uống, cà phê tâm sự cùng bạn bè không? Dạ em có thích đi cà phê, em thích đi ăn uống nhưng mà em không thích cà phê, em thích trà sữa. Không, trà sữa thì ngọt ngào em, ngọt ngào như em vậy. Anh cũng thích nữa. Dạ. Cái này thì hợp nhau rồi đó. Dạ. Nhớ vào. Thôi. Câu thứ hai. Em ơi có thích làm các công việc nhà không? Làm công việc nhà thì em giỏi nhất là rửa chén. Còn các công việc khác thì sao em? Em cũng biết quét nhà, em cũng biết làm công việc nhà. Không sao, cái này anh cũng làm được. Cái gì mình nếu mà mình về chung một nhà thì mình sẽ cùng nhau làm cái công việc nhà. Dạ dạ. Rồi lít vô. Dạ, nhấn vô. Em là mọi người hướng nội hay là hướng ngoại? Dạ em hướng ngoại. Cũng tương đối phù hợp đó. Bởi vì anh thích một cô gái cũng có một chút gì đó của truyền thống nhưng mà cũng đôi lúc cũng phải hiện đại chứ. Dạ. Mình làm mới mình lên. Dạ. Trong cuộc sống hay công việc á, có những khi nóng giận không được kiềm chế được thì em sẽ làm gì? Dạ em đi ngủ. Thì ngủ vậy là nguội phải không? Ngủ dậy thì đi ăn và uống trà sữa. À dạ, trà sữa là đam mê em ha. Dạ trà sữa hương chi. Thôi lít vô chi luôn hả? Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân chưa? Dạ có. Anh cũng sẵn sàng rồi, anh đợi lâu lắm rồi. Lít vô. Em nếu mà mình kết hôn thì em có quản lý tài chính không? Dạ cũng có thích quản lý tài chính nhưng mà em nghĩ là cái quan điểm đó là cái việc quản lý tài chính thì hai vợ chồng cùng nên làm, không để một người phụ nữ làm hết được. Đúng rồi, anh cũng đồng ý nữa. Dạ. Mình có thể cùng nhau. Em có yêu động vật không? Dạ có. Em thích con cat, con mèo á. À con với mèo. Với lại con chó. Anh cũng thích hai con đó nữa, nhà nuôi rất nhiều chó. Dạ. Em ơi, nếu mà mình kết hôn rồi em thích là bé trai hay bé gái? Có thích nhiều bé không? Cái này em có nghĩ tới là em thích sinh đôi. Sinh đôi lận hả? Dạ, từ nhỏ tới lớn em cứ thích là sinh được một cặp sinh đôi vậy đó. Hay cho trai gái cũng được, thích gọi sinh đôi. Sinh đôi là có hai bé, ví dụ mình mua đồ gì mình cũng mua đồ đôi này kia nó hợp. Dạ dạ. Dễ thương ha, hai đứa giống nhau ha. Anh cũng thích nữa. Thích vô. Dạ. Thích vô. Rồi hết.
Hôm nãy giờ qua các bạn này thấy mấy cái câu hỏi này là mình khá là hợp nhau đó. Có nhiều sở thích cũng giống nhau nữa. Thì anh cũng hy vọng mình thành công ha anh. Đúng là thành công em. Có ký vô đây không? Cái tên thì được gì nè? Ký tên tàu thì có như là nếu là đảm bảo mình sẽ sao này mình sẽ hợp với nhau nhiều hơn. Chốt đơn hả? Chốt đơn đó. Ừ, ký đi em qua ký đi. Chốt đơn bấm nút á. Trời thì mình ký tên đi. Ký tên bên trái đi, anh sẽ ký bên phải nha. Dạ rồi. Cưng quá à, hai đứa này nếu mà thực sự mà hợp với nhau đến với nhau á là giữ cái bản này nè cho đến khi nào mà con nó lớn lên đó đó. Hồi đó ba mẹ đến với nhau như vậy hả? Dạ gì em soạn nội dung tại vì em muốn tất cả mọi thứ phải là hoàn hảo chỉnh chu anh nên em chuẩn bị trước thôi. Nguyên kịch bản gì luôn hả? Em thức hai đêm để em sợ xem lại gần 500 số của bạn muốn hẹn hò đó anh, để em xem lại. Vậy muốn mọi thứ của mình phải là hỏi chỉnh chu nhất, hoàn thiện nhất anh. Đây là chỉnh chu nhất rồi đó hả? Dạ. Còn kịch bản này là gì? À, em chuẩn bị cái nội dung thôi anh. Bước ra sẽ cúi đầu chào khán giả. Nắm tay trái co lại trước ngực. Sau khi anh chị MC mời giới thiệu, em sẽ nói lời nói đầu tiên, cho phép em gửi đến lời chúc sức khỏe tội. Nhiều lắm anh. Kịch bản luôn vậy đó hả? Em tên, em sẽ nói rằng em tên là Nguyễn Hữu Học. Em 26 tuổi. Trời này cũng viết vô luôn vậy. Kỹ dễ sợ luôn. Đúng là nguyên kịch bản dài luôn ơi. Dạ, 6 trang lượng anh. Khi mới mở rào ra em sẽ tiến tới hát. Em nhà ở đâu thế? Đừng anh lỡ không làm ý như kịch bản luôn vậy đó. Rồi bây giờ Học tiến tới nắm tay cô gái, nói cái gì đó thật là ngọt ngào, êm dịu coi. Nắm hai tay cô gái. Nắm tay em nha. Dạ. Tay khá ấm và mềm. Dạ. Thì anh có chuẩn bị một bài hát. Ban đầu anh cũng chưa có biết là quê em ở đâu. Dạ. Nên bài hát này là bài anh thích. Dạ. Dù hát không hay nhưng sẽ hát tặng em và tặng quý vị khán giả, tặng anh Quyền Linh và chị Hồng Vân nữa. Rồi. Dạ em xin hát bài Phải Làm Cô Gái Bến Tre. Dạ em qua Long An sửa lại nha. Bầu sáng pha rạch miếu, qua lẻo đẻo theo sao. Đôi bóng trăng trên đầu ơ màu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đo cánh kiến, da bầu vàng phù sa. Mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lộng qua. Dạ hay quá. Bạn gái hát tặng bằng tay đi. Dạ vì em thích nhạc tiếng Anh đó nên hát một đoạn ngắn. Đúng rồi, hát đi. Nắm tay hai dạ, người vẫn nắm tay nhau. Dạ. Đừng có buông tay ra để cảm xúc lan tỏa thôi. Dạ. You are my sunshine, my only sunshine. You have been made, you make me happy and sky will rain. You never know, dear, how much I love you. Please. Không, có câu đó là em chịu. Don't take my sunshine away. Là gì em hiểu không trai? Dạ. Anh hiểu nói gì không? Dạ, em hiểu với anh. Hiểu sao, nói gì vậy? Cái bài hát đó bạn nói là anh là ánh nắng mặt trời của em. Thì có câu I love you. Là em thích anh vậy đó. Chứ là lời bài hát thôi anh, nhưng mà nghe nó cảm động. Rung động. Tin tập phân vân. Hạnh phúc quá anh. Được rồi. Em cứ thích là em bấm nha. Không chờ đợi gì cả. Mình bản lĩnh đàn ông cứ thích là bấm thôi. Còn quyền bấm nút hay không là do người. Thôi đừng nói nữa rồi xong hết rồi đó. Hai đứa mình bây giờ là như cái người mà vô hình rồi. Đó. Chính thức là hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Nắm tay nhau thế nào? Dạ. Nắm nói chuyện với ba mẹ của bạn gái đi. Dạ. Hai bác đang coi truyền hình đó. Giờ con xin phép được làm tìm hiểu và làm quen với em Hiền. Con hứa sẽ quan tâm chăm sóc em, không để cho em Hiền phải buồn đâu ạ. À. Em sẽ bác cho con hôn em một lần. Chỉnh hôn nữa nha. Dạ dạ. Dạ. Này má, tao chơi hôn vô tóc, hôn má. Dạ. Hôn nữa nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng
dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn chú Hồng Linh. Xin gửi lời cảm ơn đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Cảm ơn đến quý vị khán giả, cảm ơn ekip và ban biên tập sản xuất chương trình rất nhiều ạ. Rồi, chúc anh đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn. Quá rồi, hai đứa dắt nhau đi. Tìm đây, tìm đây, tìm đây. Em đi trước đi. Lên vô đây đăng ký hẹn hò ngay. Mối tình đầu tiên là quen cũng hơn 5 năm. 5 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai gần nhất là gần 7 năm. Thôi ơi, vì làm yêu mười mấy năm rồi đó. Còn cưng nè, cái chuyện tình cảm của mình sao rồi nè? Từ trước giờ là con chưa có mối tình nào hết hả? Thực ra là em không có gọi là quá ước mong hay là cái gì cao siêu hết đó. Chỉ cần là hai người mình hợp ý với nhau thôi. Với cô gái này, em nghe cái chuyện mà bạn vừa tâm sự thì em cảm nhận sao? Dạ, cũng đặc biệt quá. Biệt đó. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cặp đôi thứ hai nha. Đúng rồi. Rồi. Rồi, mời nhà trai. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ mình giới thiệu nha. Mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân và chào khán giả đã có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Thì em tên là Phan Đoàn Tấn Linh. Năm nay em 36 tuổi và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Linh làm công việc gì Tấn Linh? Dạ, trước đây là em là nhân viên văn phòng. Dạ, hiện tại là em đang tìm việc mới. À, dạ. Quê Tấn Linh ở đâu? Dạ, em ở đây. Nếu mà quê quán là Hóc Môn. Rồi mình giới thiệu đi cưng, bên nhà gái mình nè. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Quyền Linh và bạn nam bên cạnh. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Thị Bích Tuyền, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán ạ. Thì mình bây giờ Tuyền nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của Tuyền đi. Điểm mạnh của em là em rất là chịu khó và siêng năng, sống hòa đồng, cũng có khi giúp đỡ mọi người con trong công việc. Dạ, điểm yếu của em thì rất là khá rụt rè và nhút nhát trong việc giao tiếp với mọi người. Cũng ít đi chơi, giao du với mọi người. Hiền là tốt chứ sao nói là điểm nhược được? Dạ, thì nhiều khi mình hiền quá thì cũng có một số người sẽ có thể bắt nạt mình. Ăn hiếp mình đúng không? Rồi. Ăn hiếp. Rồi, vậy yên tâm, bữa nay có bạn trai đây sẽ giúp cho em đỡ người ăn hiếp nha. Rồi, Tấn Linh. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Tấn Linh là gì? Dạ, điểm mạnh là em có thể dễ giao tiếp với mọi người. Còn điểm yếu là hơi cũng giống như bạn Tuyền là hơi rụt rè một tí. Em có mấy mối tình rồi Tấn Linh? Dạ là hai. Mối tình đầu tiên là quen cũng hơn 5 năm. 5 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai gần nhất là gần 7 năm. Thôi ơi. Trời ơi. Vậy làm yêu mười mấy năm rồi đó. Lý do tại sao mình chia tay hả Tấn Linh? Cái mối tình đầu tiên là lúc đang làm, em làm ở một công ty game gần 9 năm. Thì cái khoảng thời gian mà em làm á, là có những cái buổi mà em phải OT đêm á, thì bạn kia không đồng ý đúng không? Dạ, mà đi tìm người mới trong khi mà quen em á. Rồi. Nên em biết rồi, cũng hai bên cũng chia tay. Là không có thời gian để chăm sóc mối tình đó. Mối tình thứ hai là do 7 năm. Dạ, 7 năm mới chia tay hồi đầu năm ngoái. Cái đó là do em. Hai đứa cũng dự tính là cũng đi xa lắm. Nhưng mà do nó em xa thiệt không? Dạ, đi xa quá nên dự tính nhiều quá nên em không đáp ứng được. Nên em chủ động chia tay luôn. Phụ nữ bây giờ là chào em. Dạ, em chào chị luôn. Không phải phụ nữ bây giờ mà một vài người là họ có thể tính là có phải có nhà cửa riêng. Khi mà có con là phải có một cái khoản nào đó để mà chăm lo khi mà ví dụ con mình bệnh tật hay là gì đó. Em nghĩ điều đó cũng là chính đáng, hợp lý. Dạ, không vấn đề phải trách cả. Dạ, cái đó là do em. Có thể là do mình chưa chuẩn bị đủ. Bởi vì bao nhiêu người phụ nữ họ cũng muốn có con và có đầy đủ điều kiện cho con mình thôi. Không có trách điều đó. Con cưng nè, cái chuyện tình cảm của mình sao rồi nè? Từ trước giờ là con chưa có mối tình nào hết hả? Con cứ lo đi làm rồi cứ biết làm đi làm thôi. Con cũng không có ai theo đuổi hay con không có trang điểm nên rất là bình dân ạ. Con nghe không phải lý do bình dân mà người ta không yêu đâu con. Quý sinh mà.
Dạ, con ở ngoài con cũng ít nói chuyện, ít giao tiếp với mọi người á, còn con cũng ít bạn nữa. Không, ở trong cơ quan không ai để ý chân hả? Cơ quan con thì ít nam lắm, mà nếu mà có nam thì cũng có gia đình rồi á, cũng không có mối quan hệ rộng á chú. Dạ. Với cô gái này, em nghe cái chuyện mà bạn vừa tâm sự thì em cảm nhận sao? Dạ, cũng đặc biệt quá. Biệt đó. Dạ. Anh không nghĩ em làm trong game đâu. Rất là phong trần. Còn một con người này có thể đóng phim được nè, có thể làm ca sĩ được nè, có thể là một diễn viên. Dạ. Em có làm gì trong nghệ thuật không? Dạ, lúc mà còn đi làm là có nhóm nhảy. Thấy chưa? Có nhìn nó biết liền. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, diễn tả coi đúng giống bên đây không? Dạ, thực ra là em không có gọi là quá giống ước mong hay là cái gì cao siêu hết đó. Chỉ cần là hai người mình hợp ý với nhau thôi. Dạ xin lỗi, cho hỏi bạn Tuyền được. Tại vì em có xăm mình. Rồi, xăm mình. Ok. Tuyền có sợ không Tuyền? Em biết những cái hình ảnh xăm người trên người mình. Có sợ không? Sợ đâu. Không, nếu vậy thì chắc em thôi, đối với em chắc không sao đâu cô. Anh chú là chú xăm nguyên con hổ của đứa con hổ phía sau nè. Rồi, em ước mơ cái người cái bạn trai của mình sẽ như thế nào? Mẫu người mà em mong muốn á là em muốn người đó, tất nhiên là cái gương mặt phải là dễ nhìn nè, thiện cảm và là một người chín chắn, không lăng nhăng, rồi biết quan tâm chia sẻ, biết nấu ăn một chút. Thì không hút thuốc và không uống rượu. Chú thấy anh bên đây là quan tâm nè ha, chín chắn là có nè, cũng phong trần đẹp trai có nè, chỉ có điều lăng nhăng là chú không biết thôi. Giờ cho người ta trả lời đi, ai mượn trả lời giùm. Em thấy cưng có bao nhiêu phần trăm khi mà bạn này nói? Dạ chắc là trên 50. Như vậy có nghĩa là em 50. Có hút thuốc không? Dạ có hút thuốc. Có hút nhiều không? Dạ một gói 2 ngày. Có uống rượu không? Dạ không, nhưng mà uống bia thì được. Giao tiếp với lại mọi người á, tại vì có thời gian là em cũng làm bên mảng bất động sản nên có đi gặp khách này nọ thì mình phải biết uống mới được. Có yêu thương, có chia sẻ, có quan tâm không? Có đó. Có thủy chung không? Chắc là có. Có à? Vậy là có mối tình 7 năm là chung thủy lắm đó nha. Hút thuốc mà 2 ngày một gói thì cũng cái đô cũng chưa phải là đô ấy, đô nhẹ thôi. Dạ. Mình có thể cải cách được. Dạ. Đó, để cho anh bỏ ha. Dạ. Em đi với ai em trai? Dạ em đi với lại chị đồng nghiệp. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em bạn của Linh cũng được, nói chung là mong hai người là cho nhau cơ hội. Vậy thôi đó hả, nó ngắn gọn lẻ vậy thôi đó. Dạ. Vậy okay. Thôi gọn vậy được rồi. Nhà gái đi với ai? Linh đi với ai? Hôm nay em đến là đi với mẹ của em và em trai ruột của em. Xin chào MC Quỳnh Linh. Xin chào MC Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Chào cháu trai. Tuyền là rất là hiền. Tính nhút nhát từ nhỏ giờ. Cháu trai bên này thì thấy cháu cũng hiền, cũng thấy cũng chuyển chạc, nói chung điềm đạm. Hai cháu cho nhau cơ hội đi để có thể tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn. Cảm ơn nhà gái. Anh nghĩ rằng là bên nhà trai thì có va chạm cuộc sống nhiều hơn, có trải nghiệm nhiều hơn, có vốn sống nhiều hơn. Bạn nên chủ động với cô gái bên kia, rất là hiền. Nào, mở rào. Bắt đầu đi Tấn Linh. Tặng quà. Rồi đứng lên nhận quà rồi mình tặng quà luôn nè. Tiền nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh có một chút quà để tặng em. Tặng hoa thì có thể nó màu tàn mà mình không có xài được. Thì trong đây là anh có sô-cô-la. Dạ. Và một quyển sách. Cảm ơn anh ạ. Dạ. Hôm nay cũng đến chương trình này em cũng có một phần quà nhỏ tặng anh. Em không biết, em chưa có quen yêu ai nên em không biết tặng gì, nên em nghĩ là sổ thì sẽ khi nào anh có cái suy nghĩ gì hay giống như viết nhật ký anh sẽ viết vào đây để anh nhớ tới em. Lâu lắm rồi anh mới nhận được quà, hơi xúc động xíu. Dạ. Lần đầu gặp thì anh thấy em hiền, đúng hiền từ mái tóc kia. Dạ. Không biết nói sao. Xin lỗi. Em là nhút nhát lắm, thành ra mình phải chủ động mình nói. Ra là anh cũng nhút nhát trong em. Thì khi mà anh nói chuyện với một á, anh hơi ngại. Bình thường là anh
thích nghe người đối diện nói hơn, nghĩa là anh thích tâm sự. Dạ. Anh muốn nghe người khác tâm sự. Anh có cảm nhận như em về em vậy, thì em nhìn anh em cũng muốn nói một vài điều. Thì em thấy anh nhìn rất giống là nghệ sĩ ạ. Tóc với lại cái gương mặt của anh. Bây giờ cho xóa bỏ cái không khí căng thẳng này, Tấn Linh hát một bài tặng em gái trước đi. Anh hát một đoạn ngắn thôi. Đứng lên cho có hơi. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vẫn đôi sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Lỗi anh chứ. Lỗi em, hát hồi vợ. Vậy là hay rồi đó anh. Bây giờ em trai em bước tới, em nắm tay em gái. Rồi em cứ nói cảm xúc của mình thôi. Lâu không có nắm tay. Bạn này chưa nắm bao giờ luôn, chứ không phải là lâu rồi. Rồi, đưa tay ra. Đây. Đó, đúng rồi. Nắm hai tay. Hai tay đó. Ông mối là ông muốn vậy đó, lúc nào phải là hai tay, mắt trọn vẹn. Nắm hai tay hả? Ồ. Nói một suy nghĩ về tương lai của mình như thế nào? Thì tương lai đơn giản thôi. Hai vợ chồng sống hạnh phúc và có hai đứa con. Dạ, nhưng mà em đó là mình ước mơ. Em thì em muốn có thời gian tìm hiểu nhau. Đúng rồi. Dạ, rồi sau đó chắc chắn về tình cảm, rồi kinh tế, rồi nhiều thứ khác nữa, mọi thứ, mối quan hệ nữa, thì mình mới tiến xa hơn được anh. Đúng rồi. Bé này nó như tờ giấy trắng vậy đó. Cái đó ra đúng rồi, tiền rất là đặc biệt. Phải dặn tiền đi. Do em cũng chưa có mối tình nào hết á, chưa có thời gian tìm hiểu hẹn hò, hay là không thích điểm gì hay là thích điểm gì ở bạn trai, nên em cũng muốn tìm hiểu anh trong một thời gian nữa rồi mình mới tính đến chuyện xa hơn được không ạ? Được. Cô gái rất là hiền, chưa bao giờ được một bó hoa của một bạn trai, chưa bao giờ nghe một cái câu nói anh yêu em, chưa bao giờ có được một nụ hôn trên má cả. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu chúng ta xem thật đây là một nửa manh ghép của mình thì nên bấm. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm vì bất kỳ điều gì nha. Không cần hỏi ai cả. Hỏi bấm ông má kìa. Chúng ta hỏi trái tim của mình rồi, đó bạn. Bấm rồi, tôi nghe cái cạch là tôi biết bấm. Hỏi rồi. Má kìa. Kìa hỏi má đó. Bởi vì ở đây là... Đứng lên. Chúng ta không cần, không phải là chúng ta phải thông qua má. Bởi vì á, nếu mà chúng ta không thật lòng, không yêu á, quen nhau một sự ép buộc rồi đó cũng không nên. Nắm tay đi. Phải làm theo con tim của mình mách bảo nha. Nói với má đi, má ơi, bây giờ con thấy cảm xúc con sao? Má ơi, bây giờ con thấy con cũng hơi vui vui đó, thấy không? Hơi vui vui. Hơi vui vui rồi. Má là muốn bấm đó. Má lúc nào muốn bấm từ đầu luôn rồi đó. Bây giờ là nói gì với bác gái đi. Bác đã cho cơ hội để con vào tiền có thời gian để tìm hiểu. Rồi bây giờ hôn hôn trên má bạn gái cái đi nè. Xin phép má đi rồi. Dạ được không à? Được đó. Anh Dạ. Có mọc ốc không vậy? Dạ có không? Đó. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chúc hai bạn sẽ sớm chăm sóc mối tình này. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, mình đi bên đây nè. Bảo vệ em gái. Em nghĩ là chắc do một phần là chắc thân nhân quá đồng. Thân nhân quá đồng. Nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa có mảnh tình nào vắt lan. Không, em có cái gì ở chổng mà quá độc. Là độc thân đó chị. Độc thân vô tính hơi chữ cho tôi nữa ha.
Nhưng bây giờ chưa tới phần ẩm thực. Đầu tiên là sẽ phần giới thiệu của hai người tham gia chương trình. Bạn trai ngồi đây rồi. Bây giờ Cát Tường sẽ đưa bạn gái của mình vào quý vị nha. Rồi, ghế bên trái. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lớn to rõ để cho người đối diện có thể nghe được những thông tin của mình qua cửa trái tim này nha. Rồi, em trai giới thiệu trước đi ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới chị Cát Tường và bạn nữ bên kia và cùng toàn thể khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Phong, năm nay em 30 tuổi. Và em tới từ cao nguyên Di Linh đầy nắng và gió và bạt ngàn những đồi cà phê xanh mướt. Và con người lên đây cũng rất hiếu khách và thân thiện. Công việc của em thì hiện tại thì cũng gắn liền với việc là canh tác cây cà phê và xuyên canh một số cây trái cây. Rồi xuống đây hôm nào, hồi nào? Em xuống đây từ chiều tối hôm qua. Vậy là công việc mình làm không có gò bó thời gian của mình đúng không? Dạ, nói chung là em làm chủ nên là cũng không có bị gò bó. Trời ơi, mình có bao nhiêu hecta? Hơn 3 hecta. 3 hecta. Rồi mình có công nhân phụ mình không em? Công việc thì những lúc nào mà cần người gọi là cắt tỉa cành hay gì thì em mới kêu thêm người, một hai người phụ thôi. Còn đâu mùa màng thì đến lúc thu hoạch thì cỡ khoảng 6-7 người. Oh. À, trong vòng một tháng. Nhưng mà cái cà phê đó là nó quanh năm luôn hay là nó có mùa, nó theo vụ? Cà phê thì năm chỉ có một vụ thôi chị. Là vào cuối năm, là vào khoảng tháng 11, tháng 12 đó. Thu hoạch xong là cũng đón Tết là vừa đó. Trời ơi, vậy sung sướng, cuộc sống nhàn hạ quá. Vậy là đại gia phú núi rồi. Trời ơi, 30 tuổi, tuổi trẻ tài cao quá. Rồi trên đó sống rồi, ba mẹ đâu, gia đình mình đâu? Ba em mất được khoảng gần 3 năm rồi. Giờ là em hiện tại là đang sinh sống cùng mẹ em. Có anh đông anh chị em không? Em thì nhà em được 5 anh chị em, thì hai anh chị lớn là đều đang ở ngoài Bắc. Còn hai anh chị với em là đang ở trong này thì chỉ còn nhà chỉ còn mình em thôi. Nhà chưa lập gia đình thôi. À, nhà mình em chưa lập gia đình thôi. Dạ. Nhưng mà mấy anh em anh chị kia là có làm chung cái cà phê với em không, hay là cái cà phê em làm mình? Cà phê em làm, cái đấy là của riêng em. Của riêng? Còn anh chị thì có phần làm riêng của anh chị. Trời ơi, mà nó mới 30 tuổi mà làm gì mà có 3 hecta trồng cà phê ghê quá vậy. Hôm nào chị lên tham quan nha. Dạ. Chị quay có gì hấp dẫn chị quay chị phát YouTube chị nha. Dạ. Ừ, rồi. Rồi, chào em gái. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào bạn bên kia và toàn thể quý vị khán giả ở trường quay ạ. Em tên là Lê Thanh Thủy ạ. Lê Thanh Thủy. Dạ, em sinh năm 93 ạ. Em hiện tại là nhân viên kế toán và quê của em thì cũng gần giống như bạn bên kia, là cũng là một cao nguyên đầy nắng và gió. Wow, ở đâu nè? Dạ, có câu là đường Đắk Nông cong cong quẹo quẹo, gái Đắk Nông khó ghẹo nhưng dễ thương. Dạ, em đến từ Đắk Nông ạ. Như vậy là cũng có một cái điểm phù hợp với nhau rồi ha. Chúng ta đều từ trên cao xuống dưới đầy đó. Rồi, vậy thì hiện tại em, ủa là cũng ở trên kia luôn, hiện giờ ở trên đó dạ, luôn. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi xuống đây hồi nào? Dạ, em xuống hồi sáng nay ạ. Xuống sáng nay rồi chừng nào về? Dạ, cũng vậy, tùy thời cơ. Tùy thời cơ, nhưng mà nó nghe nè, ủa là rồi cuối cùng là Di Linh với Đắk Nông là cách xa bao nhiêu? Nói chung cỡ khoảng 90 cây. Trời ơi, gần xịt à, 90 cây đi không đa, chưa tới 2 tiếng hồ tới rồi phải không? Quá thuận tiện. À, quá thuận tiện. À, em là con thứ mấy trong gia đình? Dạ em là con út ạ, gia đình có 4 anh chị em ạ. 4 anh chị em. Ủa nãy hôm nay cũng nói là bên đây 5 anh chị em, mà đây cũng út luôn đúng không? Đồng nhau nhiều thứ lắm, đều là út trong nhà nè, khó thương nhờ út chịu, đều là hai người trên núi xuống nè. Quan trọng là một hồi hai người ở dưới có lên nắm tay nhau lên núi không á, đó mới là quan trọng nha. Rồi, thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì chắc là hiền lành, dễ thương, ít lo cho gia đình. Còn điểm yếu thì cũng nhiều. Là em hơi khó tính, chắc là do kế toán mà kỹ tính chi li một tí. Nói chung là nấu ăn thì hơi dở chút xíu. Dạ, nhưng mà chị cũng chịu khó nấu. Cũng chịu khó nấu, miễn chịu khó nấu là được rồi. Từ từ mới cải thiện tay nghề. Ở nhà ba mẹ có hối thúc lấy chồng chưa? Cũng có. Rồi vậy còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì? Điểm mạnh của em là em khá là hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm mọi người. Em là người khá là cầu tiến trong cuộc sống. Và em cũng biết nấu ăn. Điểm yếu của em thì chắc là hơi nóng tính một chút, đôi khi hơi nhát trước đám đông. Vậy là lúc mà đám vắng là không có nhát đúng không? Đám đông mới nhát là đúng không? Chắc vậy. Chắc vậy. Chàng trai phố núi mà ta nói đại gia trồng cà phê bạc ngàn vậy, lý do gì mà phải nhờ tới chương trình gặp tôi ta? Em nghĩ là chắc do một phần là chắc thân em quá đồng. Thân em quá đồng. Nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hơn em có cái gì ở trỏng mà quá độc? Là độc thân đó chị. Độc thân vô tính. Thôi, chửi cho tôi nữa.
Nhưng mà hồi đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà chính thức thì em chưa trải qua mối tình nào. 20 tuổi chưa trải qua mối tình nào? Dạ. Jin, Jin. Dạ. Sao vậy? Dạ, nói chung em nghĩ là một phần là do cái môi trường làm việc của em là canh tác cà phê, liên quan đến nông nghiệp, môi trường ít tiếp xúc với lại nhiều người, như vậy bạn nữ, như vậy một phần ở dưới em bây giờ đa phần là các bạn là từ 20 tuổi đổ lên, đa phần là đi học và ở lại thành phố làm, nên là ít có thể quen được. Nhưng mà có lý nào rồi, ví dụ cà phê thì em cũng mới làm mấy năm sau này thôi, từ cái thời trẻ luôn tới giờ làm gì, 20 tới giờ mà không là có trước rồi. Thì cũng có một vài người thích em, nhưng mà em thì lại không có tình cảm đối với họ, chỉ xem họ giống như anh em bạn bè thôi, nên là... Nhưng mà em thích gái không? Chắc chắn thích chứ chị, thích thì em mới đăng ký chương trình này chứ. Trời ơi, thiếu gì người ta đăng ký chương trình này, ta vẫn cần tìm người đồng giới mà. Em khẳng định chắc chắn là em thích con gái, chắc chắn là em thích con gái. Lấy gì mà để khẳng định, trong khi chưa có mối tình nào lấy gì khẳng định? Như chị cũng biết thì em ở dưới Lâm Đồng nên tới đây thì cũng khá là xa, nên chắc chắn là em xác định cần một mối quan hệ rõ ràng, nghiêm túc, sẵn sàng bỏ công sức lên tới đây. Nên em nghĩ là chắc những điều đó là đã đủ để chứng minh là em không có vấn đề gì về bên giới tính. Thôi cứ tạm nghe vậy đi ha. Bây giờ thí dụ mình tìm được người ưng ý thì nguyện vọng của em là khi nào mình kết hôn? Và có phải rằng là cái người kết hôn với em là sẽ về Di Linh để cùng ở với em và chăm sóc cái 3 hecta cà phê đó đúng không? Dự định của em ấy, thì nếu mà được mà quen bạn ấy thì chắc cỡ khoảng 1 năm, nếu có thể sớm hơn cũng được. Nói chung là em thì bây giờ út mà lại còn mẹ em, nên là chắc là nếu như mà bạn nữ chọn em có tiến tới thì em nghĩ là chắc sẽ phải làm dâu, thì không biết là bạn nữ có phiền về cái việc phải làm dâu không? Ngoài cái yêu cầu đó ra là làm dâu ở là ở trên Di Linh ra, em còn yêu cầu gì khác nữa không? Tiêu chuẩn gì khác để kiếm vợ nữa không? Để chị hỏi luôn một lượt cô bên này nè. Tiêu chuẩn của em thì là thế, là bạn nữ thì có cái bề ngoài nói chung là ưa nhìn, tính cách hòa đồng, là con người của gia đình đó. Rồi, cứ tạm tới đó rồi nghiên cứu tiếp. Thế bên đây em sao? Về tình trường mình sao nè? Trước đây em có quen một mối tình kéo dài tới 3 năm. 3 năm. Sau này thì em cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà cảm thấy không phù hợp, cho nên là không có đi đến đâu cả. Dạ. Mối tình kia 3 năm cũng dài quá mà, sao chia tay vậy em? Do là anh ấy có người thứ ba, cho nên là em không thể chấp nhận được điều đó. Dạ. Rồi. Mình phát hiện ra là anh tự thú hay là bắt gặp tại trận hay là như thế nào? Dạ, tình cờ thì em có phát hiện ra, thì cũng có một cuộc nói chuyện về với anh ấy để trao đổi về cái vấn đề đó để hai người có thể giải bày, nhưng mà thì không đi được kết quả thì nên là em quyết định rút lui ạ. Và anh đó vẫn tiếp tục với cái cô gái kia? Dạ dạ. Chia tay bao lâu rồi cưng? Khoảng được hơn 5 năm. 5 năm rồi? Dạ. Là cái chuyện nó cũng cũ qua lâu rồi đúng không? Dạ. Vậy là 5 năm sau này mình cũng có cố gắng tìm kiếm nhưng mà chưa được. Dạ đúng ạ. Thế nãy giờ em nghe cái chia sẻ với cái tiêu chí của anh bên này như vậy, thì em về vấn đề làm dâu thì em chia sẻ như thế nào? Có câu là yêu ai thì yêu cả công ty họ hàng ạ. Thì em nghĩ ba mẹ anh ấy yêu thương anh thì cũng sẽ yêu thương người mà anh yêu thương ạ. Dạ, giống như em thì em, nếu như mà em yêu thương anh á thì em cũng sẽ yêu thương cái người sinh nha anh, tôn trọng cái người đó. Dạ, nên là em không ngại cái chuyện làm dâu. Tiêu chuẩn của em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm, chia sẻ, ngay cả công việc gia đình cũng như là công việc ngoài xã hội. Thì bạn nó phải là một người có thể có cho mình một cái bờ vai vững chắc. Có nghĩa là giờ em sẵn sàng lấy chồng ở xa, đúng không? Rồi dạ, làm dâu. Nếu như một vùng sâu vùng xa quá thì cũng không thể... Xin là việc làm được chứ gì. Rồi giờ này ở đâu vùng sâu vùng xa, em ở Di Linh giờ em có xin việc làm cho vợ em được không? Quan điểm của em từ trước giờ là em làm cà phê thì từ trước giờ em vẫn làm được một mình, nên cũng không cần thiết là lấy vợ về phải cho người vợ mình phải làm về bên cà phê, tại vì đất nhà em cũng có đất mặt đường, nên chắc sau này về dưới đấy thì em nghĩ là sẽ kinh tạo điều kiện gì cho đó, phải không? Thí dụ ngoài cái việc mà làm kế toán thì em có nguyện vọng kinh doanh cái gì không? Ta có đất, có nhà mặt đường, cà phê là riêng. Hồi xưa giờ nhỏ lớn em có mong muốn mình kinh doanh cái gì không? Ngày xưa thì em cũng thích kinh doanh lắm, em thích mở nhà hàng á. Nhưng mà hồi trước em cũng có thử một lần mở một quán ăn vặt nhỏ nhỏ cho các bạn học sinh thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó là chưa đủ 9-10 là em không có được thành công.
nên em quay lại cái nghề cũ của mình. Nhưng mà nếu có duyên thì có khi lại quay lại thì... Đúng rồi, thật ra là phi thương bất phú với lại tuổi trẻ mà. Ừ, thất bại là mẹ, thành công không được cái này để cái nọ, ăn thua là mình có cái chí, mình có cái những cái suy nghĩ, hiểu không? Mình có những cái tương, cái hướng mở ra, thử không được cái này cái khác chứ có gì đâu mà mất mát. Chung là đâu. bạn nữ bên kia thì thích kinh doanh thì cũng khá là giống em. Rồi biết đâu về hai chồng vẫn cà phê vẫn trồng, tới mùa vẫn thu hoạch. Hai chồng mở công ty riêng hoặc mở cái cửa tiệm, cái cửa hàng, cái quán ăn, bất cứ một cái gì mình có thể tự làm nên cũng được. Thống nhất cái đó được không? Tất nhiên rồi. Ý em là vậy đúng không? Đúng rồi, hợp lý. Đâu là có hình không để chị coi hình cả nhà. Rồi, một chàng trai, em có hình không? Đâu, đưa đây cho chị coi. Đây, một chàng trai rất lịch thiệp, rất đẹp trai ở trong đó đó. Kiếm đi. Trời ơi, vậy ông nội ta sao kiếm được, trời ơi, trời. Thôi em ráng kiếm đi, chị chóng mặt quá. Gỗ chổng đó. Cái này có gợi ý gì không? Ảnh là dễ rồi, hình em mới khó kìa em ơi. Dạ, theo em là... Rồi sao chọn anh đó hay vậy? Tại do là dựa theo cái độ tuổi á, nào cũng như nhau hết. Em chỉ có thể dựa theo độ tuổi thôi. Có nghĩa là thích anh đó đúng không? Rồi bên đây chọn ra được không? Tôi chọn ra được tôi khen tài luôn á. Em chọn cô này, còn trong cái hình này thì em lại không. Còn cô này. Đây đây. Xuất sắc quá vậy. Có điểm rồi, có điểm rồi. Xin mời hai bạn nhìn. Trời ơi hay quá, cái hình khó vậy mà cũng nhận ra được. Trời ơi tài quá vậy trời. Sao mà em có thể chọn ra được cái cô đó? Anh có món quà. Anh có một chút gọi là đặc sản ở vùng cao nguyên Tây Lên là cà phê. Em ta gửi tặng đến hai bác. Anh hy vọng là cái cao nguyên Tây Lên thì nó sẽ có một vị khác với bên Đắk Nông của em. Hay quá. Còn em cũng có một chút quà gửi đến chị. Rồi ok, cảm ơn em nha. Rồi cà phê ha. Ok, cảm ơn nhiều. Đường khó đi chưa hẳn là đường cụt, đường đẹp đẽ chưa hẳn đã an toàn. Hy vọng ai đó sẽ sớm tìm được em, đường hạnh phúc. Em có cảm nhận gì về anh không? Có... Dạ em thấy anh là hiền lành, suy nghĩ chững chạc. Trước khi tâm sự anh riêng thì mình ăn cái đã rồi tôi đi chỗ khác cho hai người ngồi đây tâm sự. Chưa gì hết trơn, giống như mà trực chào chờ mấy chục năm để được gặp nhau rồi đó. Bây giờ nè, mời các em thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Ăn Kho rồi từ từ chúng ta tâm sự nha. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng, tên gọi là đầu thăn ngoại bò nướng dùng với kèm khoai tây nghiền, rau xào theo mùa với sốt tiêu xanh, rất là đặc biệt của nhà hàng Ăn Kho nha. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau. Hiện tại em đang làm ở đâu đây? Dạ em làm ở gần nhà. Anh đã bao giờ ghé Đắk Nông chưa ạ? Tức là khoảng nửa năm gần đây là anh đã từng ghé. Dạ mình đang có công việc gì không ạ? Đi đám cưới của người quen bên đó. Còn em đã tới Di Linh khi nào chưa em? Dạ có một lần nhưng mà hồi bé xíu nên em cũng không có ấn tượng gì nữa. Anh thì ở Di Linh thì ở giữa Bảo Lộc với lại Đà Lạt. Hy vọng một dịp nào đó gần đây thì có thể cùng em đi lên qua bên anh chơi rồi anh sẽ dẫn em đi Đà Lạt. Dạ. Bây giờ là hiện tại là em nhà em là chỉ còn mình em là chưa lập gia đình thôi đúng không? Dạ em còn một em trai nữa. À còn một em trai nữa. Anh có dự định là nếu như mà có bên riêng đó thì mình khi nào không ạ? Thì anh nghĩ là trong khoảng quen được tìm hiểu là cỡ khoảng một năm. Còn em thì sao? Ở tầm tuổi này thì em cũng muốn là không xác định rõ ràng á. Thanh xuân thì cũng không có nhiều lần nữa. Thời gian thì cứ trôi đi và tuổi xuân lại cứ thế kéo theo. Em cũng mong là có thể là tầm 1 năm hoặc thì có thể tiến tới. Dạ nãy giờ nói chuyện anh cảm thấy em như thế nào ạ? Khá là trung tâm lý, biết quan tâm đến mọi người. Nhưng mà chắc có thể là do cái duyên của anh nó bị tắc đường hay sao. Đến bây giờ anh cũng vẫn chưa
tìm được người mình thương. Hy vọng là con đường đó sẽ không bị tắc nữa. Anh hy vọng sau chương trình này thì nó cũng sẽ được khai thông cái tình duyên giữa anh này em. Mẹ em vẫn khỏe chứ? Dạ mẹ em cũng khỏe ạ. Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 57 ạ. Nói chung là mẹ anh thì cũng hơi lớn tuổi rồi, nên cái điều anh cũng gọi là băn khoăn nhất bây giờ là mẹ anh lớn tuổi mà anh thì cũng chưa có ổn định ấy. Tại vì mẹ anh năm nay thì cũng 71 tuổi rồi. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Có nhiều điều lắm, nhưng mà có khi là... Chưa nghĩ ra đúng không? Dạ. Rồi em có bình thường em có sở thích đi du lịch hay gì không em? Ở công ty thì cũng lâu lâu có đi du lịch. Em thường hay thích đi biển. Anh có hay đi biển chưa? Ít đi bởi vì không có người đi cùng anh. Nên là nếu được thì anh hy vọng sau chương trình này thì một thời gian nào đó hợp lý anh và em cũng có thể đi du lịch biển như em nói chẳng hạn. Dạ, nếu như mà có duyên thì sẽ có dịp. Cặp này lanh quá, làm như không cần MC luôn á. Ăn cũng ngon mà nhanh mà tâm sự cũng nhanh nữa. Nãy giờ không biết mình hỏi được nhau về cái có xin được cái lịch hẹn hò với nhau chưa? Nếu được thì sau khi bấm nút thì em với bạn có thể đi chơi ngay. Đi chơi ngay thành phố Hồ Chí Minh trước đúng không? Lâu lâu mới có dịp xuống núi. Mình tháp tùng nhau mình đi chơi rồi từ từ ổn rồi mình mới nắm tay nhau lên núi. Chị thấy ý đó được á. Dạ. Trong đi sao? Thì để sau chương trình mình rồi mình đi. Trời ơi, đúng là thằng con gái mà mới gặp hỏi gì người ta cũng ngại. Thôi bây giờ hát hò văn nghệ nè, giao lưu một chút cho nó vui đi. Hôm nay đến với chương trình này thì em cũng gửi tặng bạn chơi một ca khúc là Vì Yêu Anh Sẽ. Rồi mời em. Xuân đang qua lại một năm nữa, bao lâu chưa được cầm tay ai, nhìn người ta có đôi có cặp, còn riêng tôi đã bao mùa trắng với cô đơn. Anh không mong gì nhiều hơn có em baby. Muốn năm nay tay em bước qua muôn ngàn hoa với muôn ngàn sao, ngước lên trên trời cao là trái tim thật to, anh muốn vẽ lên bầu trời. Yêu em yêu. Hay quá rồi. Núi bên kia phát lại đi. Núi bên này hứng hơi không có lạ. Đúng là để chọn. Nhớ nha, tao quăng cái gì hứng cái nấy nha. Tôi làm chứng rồi đó, núi bên này hứng thôi đó. Mời hai bạn bóc mỗi người một lá. Đọc lớn lên đi em, bạn nữ đọc trước. Ngày hôm thư chuyện với bố mẹ nhà gái, gia đình bạn gái đòi sính lễ 200 triệu đồng tương ứng với 4 cây vàng. Nhưng con rể tương lai lại chỉ có 100 triệu. Nếu bạn là con rể tương lai, bạn sẽ thuyết phục gì để bố mẹ, bạn gái? Em sẽ nói là bố với mẹ, vợ hãy cứ gả con gái cho con đi, cho con thiếu cái phần đó để sau này nói chung về là con sẽ kiếm nhiều hơn cái số đấy để chăm cho em được hạnh phúc, chứ không phải là chỉ là cái số tiền 200 hiện tại để lo cho em, để có thể đón được em về. Rồi bây giờ cái đó là câu hỏi chương trình và câu hỏi của tôi nè. Ví dụ trường hợp cụ thể mình, tại vì có nhiều ông bà cũng chơi ngặt lắm, nghĩa là cũng thích làm như vậy đó, đúng không? Người ta cũng có quyền mà sinh con ra mang nặng đẻ đau mà gả con đi, sinh con gái là mất luôn, sinh con trai thì lời lắm, sinh con trai là nhà còn có thêm con dâu, mà sinh con gái ra là coi như nhà mất đứa con, đúng không? Nếu như thật sự nhà gái yêu cầu vậy đó thì em sẽ giải quyết như thế nào? Thực tế đúng con người em nha. Dạ, nếu như trường hợp mà là em bên phía nhà gái như vậy thì em nghĩ là vì yêu thì em sẽ giống như bài hát em vừa hát thôi. Em có thắc mắc là tại sao người ta lại hỏi mình 200 triệu như vậy không? Em có cảm thấy khó chịu hay là em có cảm thấy mình bị lợi dụng, hay là em có cảm thấy chuyện đó là chuyện bình thường? Cái người em cảm xúc em như thế nào? Em nghĩ là nói chung nếu như vừa nãy nói thì em nghĩ là với số tiền đấy thì cũng có thể là nó sẽ hơi cao. Nhưng mà nếu mà như mà bên phía nhà gái kia mà người ta đưa một cái lý do khá là phù hợp với lại cái lời gọi đề nghị người ta đưa ra thì em nghĩ là em với bạn cũng yêu và tìm hiểu nhau rồi thì em nghĩ là em sẽ phải cố gắng để có thể gọi là tiến tới và đáp ứng được. Rồi, ok, chúc mừng em. Tôi giá cho đòi 500 triệu. Rồi, mời em đọc câu hỏi của mình. Tới phiên em, câu hỏi em đâu rồi, đọc lên. Hãy tựa lưng vào nhau cùng nắm tay, sau đó mỗi bạn nói một câu mật ngọt tặng cho nhau. Mời em bước qua đây.
chị, cái này là phải khi nào mà thực sự có cảm xúc thì mới mật ngọt được. Chứ bây giờ thì em muốn nói gì em nói, còn ta mật ngọt kệ người ta. Bây giờ mình có phải đứng lên, xoay lưng vào nhau, dựa nhau, nắm tay nhau mới biết có cảm xúc hay không chứ. Nếu nó có điện xoay qua thì em nói là em muốn nói. Bây giờ tôi đổi lại, không phải nói là cộng mà mỗi người nói cho nhau một câu, ai muốn nói gì nói, cảm xúc của mình vậy thôi. Rồi mà em đứng lên nhìn lần đầu tiên nắm tay gái luôn à? Ai nói vậy? Rồi xoay lưng lại, lại dựa vào nhau, rồi mình nắm tay nhau đi hai bạn 30 giây, rồi lúc đó mới xoay lại, mỗi người nói với nhau một câu. Rồi hết thời gian, quay lại đi hai em. Thay vì tặng em bông hồng không héo thì anh sẽ tặng em cả cuộc đời không phai. Ông ở trên núi đó. Còn em muốn nói gì với anh ấy không ngay giờ lúc này? Dạ em sợ một bông hồng mà không héo thì nó giả tạo, mà cả cuộc đời thì em sợ không có bền vững. Anh có chắc chắn với cái lời nói đó không? Cái lời nói như hôm nay thì anh và em, như em nói là nói chung anh và em cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nên là anh nghĩ là để coi như lời nói đấy nó thành hiện thực thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm nữa. Chứ nếu mà ngay như hôm nay mà đây là do chương trình đưa ra nên anh nói như vậy, còn nếu mà thực sự nếu mà mới gặp nhau mà để nói chính xác mà như thế thì anh nghĩ là tất cả đều là nói xạo ấy. Nên anh nghĩ là phải cho nhau thời gian để tìm hiểu thêm. Rồi về đây, về chỗ ngồi. Hôm nay em đi với ai? Có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em có bạn của em ở trên Sài Gòn. À bạn Sài Gòn chứ không phải bạn trên núi hả? Tức là ở dưới quê nhưng mà bây giờ xuống làm núi lâu rồi. Dạ. Rồi mời mời em trai vô đây mình hỏi thăm vài câu nè. Rồi hôm nay sao mình đi lẻ loi hả? Trên núi xuống mình hả? Dạ không, em đi với chị gái em ạ. Chị ruột? Dạ chị ruột. Ồ từ trên kia xuống luôn? Dạ đúng rồi. Ồ vậy mời chị gái vô luôn. Chị ruột là chị thứ mấy? Dạ chị thứ hai. Chị thứ hai. Rồi chào chị. Ngày hôm nay số hai chị em xuống đây mệt không? Dạ mệt. Mệt, mệt nhưng mà cũng phải tươi lên nha. Say xe. Rồi hôm nay nãy giờ nghe hai em nói chuyện với nhau thì chị có cảm nhận như thế nào? Xin chào chị Cát Tường. Rồi sau khi mà nghe hai em nói chuyện thì em có đánh giá về bạn trai thì bạn trai là rất là thẳng thắn, nói chung là nhanh nhẹn, là hòa đồng, rất là hòa đồng ạ. Dạ em thì có suy nghĩ như vậy, còn bé nhà em thì ở nhà thì rất là ít nói mà lại nói là rất là nhỏ, chỉ cái là hiền lành. Nhưng ngược lại á, khi nào quả mà nóng tính lên thì cũng không phải vừa đâu nha. Ghê vậy đó hả? Còn bên đây em dạ, chào chị Cát Tường. Rồi nãy giờ lắng nghe câu chuyện hai bạn này thì em thấy sao? Bên kia. Thì em đến đây thì như Phong nhờ em đây là trong phải lời khuyên thì theo em thấy thì bạn nữ bên kia cũng khá được. Còn Phong thì là một người khá vui vẻ và nói chung là có sự định hướng cho công việc và nó định hướng cho tương lai, nên là em nghĩ là hai bạn cũng hợp nhau, nên là hai bạn cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn. Không có tật xấu gì không, nãy giờ chưa khai không? Không có nhiều lắm. Ví dụ cái nào xấu xấu của bạn mà em biết coi. Nói chung là hơi trau chuốt bản thân thôi. Cái bản thân tốt mà có gì đâu xấu, trời ơi. Thôi bây giờ mỗi người cho bạn mình một lời khuyên đi, để trước khi người ta chốt là người ta quyết định là có bấm nút hay không nè. Giờ chị nói gì với em gái trước đi nè. Theo chị nhận xét thì bạn Phong ạ, chung là ngoại hình là điển trai này, là hòa nhã, nó kỹ càng, kỹ tính, nói chung là chị thấy là rất là hợp. Theo chị là chị khuyên em là nên bấm nút đó. Chị khuyên vậy, rồi em đây khuyên bạn mình sao nè. Theo mình thấy thì bạn nữ bên kia cũng được, ở thì cũng gần với mình, cũng trên Đắk Nông, nói chung là cũng hoàn cảnh sống, nên là mình nghĩ là hai bạn nên có thể tiến tới tìm hiểu. Rồi cảm ơn trời chia sẻ của chị nha, cảm ơn em luôn. Hai bạn còn muốn hỏi nhau cái điều gì nữa không trước khi đưa ra quyết định bấm nút với nhau? Một cơ hội cuối cùng 30 giây dành cho hai bạn, nếu ai muốn hỏi gì nữa thì hỏi. Hả? Để sau nút bấm đi chị. Để sau nút bấm ha, bấm rồi mới có nhiều chuyện để tâm sự đúng không? Không bấm là coi như là lẻ loi luôn phải không? Nhưng cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Nói chung thì nó cũng khá là lẫn lộn và khó diễn tả. Mình có đạo gì, có tôn giáo gì không? Mà theo Công giáo. Em có đạo gì không? Dạ em không có theo đạo. Không có đạo gì hết trơn hả?
Giờ theo nếu lấy chồng theo đạo Công giáo luôn được không? Đạo nào cũng là để cho con người người ta tốt lên thôi. Thì em cũng không quan điểm đạo giáo gì hết, miễn sao con người mình tốt là được. Rồi em còn muốn hỏi gì bạn trai nữa không? Dạ chắc có lẽ để sau. Rồi vậy thì mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm quy tường nha, nếu chúng ta cảm thấy là đối phương phù hợp, có cảm xúc, có tiềm năng, chúng ta hãy bấm nút và dành cho nhau cơ hội. Nếu cảm thấy là không phù hợp, tôi không có cảm xúc gì hết ha, nãy có dựa lưng nắm tay mà cũng không có miếng điện nào truyền qua, đó là tùy các bạn có nắm bắt cơ hội này hay không là do mình nha. Rồi nhắm mắt lại nè. 1 2 3. Hết thời gian và hai nửa trái tim đã sáng lên rồi. Mời hai em về đứng bên này nha. Đây là một phần quà dành tặng cho em để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Một hồi đi xem phim cái đã ha, rồi từ từ rồi mình hẹn hò tiếp những cái buổi hẹn hò tiếp theo. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình, chứ chị thấy cặp này đẹp đôi lắm á, hợp lý lắm đó. Chàng trai chân thành, cô gái nhẹ nhàng dễ thương. Kính thưa quý vị, không biết quý vị có đồng cảm xúc giống như Cát Tường hay không ạ? Hôm nay rất vui khi mà có nhiều cái sự trùng hợp giữa hai bạn trẻ này ha, thì hy vọng rằng với những cái sự tương đồng đầu tiên đó sẽ giúp cho các bạn có một cái tiền đề để tìm hiểu nhau một cách dễ dàng hơn và nhanh chóng báo tin vui cho chương trình. Thế bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị.